Hội nghị thượng đỉnh G77 Trung Quốc kêu gọi thay đổi trật tự toàn cầu. Khai mạc hội nghị thượng đỉnh G77 Trung Quốc, Chủ tịch Cuba kêu gọi đã đến lúc Nam bán cầu thay đổi trật tự toàn cầu. Ngày 15 tháng 9, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước đang phát triển và Trung Quốc, G77 Trung Quốc, khai mạc tại thủ đô Havana của Cuba với lời kêu gọi thay đổi luật chơi của trật tự toàn cầu, theo hãng tin AFP. Bắc bán cầu đang cấu trúc thế giới dựa trên lợi ích riêng của họ, nhưng giờ đã đến lúc Nam bán cầu thay đổi luật chơi, Chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel phát biểu khai mạc hội nghị. Ông nói rằng các nước đang phát triển từ lâu đã là nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng đa chiều trong thế giới hiện nay. Từ thương mại bất bình đẳng đến tình trạng nóng lên toàn cầu. Tham dự hội nghị G77 Trung Quốc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres kêu gọi thiết lập một thế giới có tính đại diện hơn và đáp ứng nhu cầu của các nền kinh tế đang phát triển, nhấn mạnh rằng các quốc gia này bị mắc kẹt trong một mớ khủng hoảng toàn cầu. Ông Guterres gần đây đã tham dự một loạt hội nghị thượng đỉnh đa phương, bao gồm các hội nghị của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, G20, nhóm các nền kinh tế mới nổi, BRICS, và bây giờ là G77 Trung Quốc. Theo ông Guterres, sự đa dạng của các hội nghị thượng đỉnh này phản ánh thế giới đang ngày càng trở nên đa cực hơn. Song cũng cảnh báo rằng tình trạng đa cực có thể là một yếu tố làm leo thang căng thẳng địa chiến lược và gây ra những hậu quả không lường. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm nhóm G77 và Trung Quốc ngày càng bất mãn với trật tự thế giới do phương Tây dẫn đầu và có những khác biệt lập trường liên quan chiến dịch quân sự do Nga triển khai ở Ukraine, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hệ thống kinh tế toàn cầu. Hội nghị dự kiến sẽ kết thúc hôm nay, 16:09 giờ địa phương. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Bruno Rodriguez, dự thảo tuyên bố chung khi kết thúc hội nghị sẽ nhấn mạnh nhiều trở ngại mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt và kêu gọi thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới. Trang web của G77 cho biết đây là nhóm các nền kinh tế đang phát triển gồm 134 nước thành viên, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh nói rằng sẽ ủng hộ G77 nhưng không phải là thành viên nhóm này, theo hãng tin Reuters. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.